Trước khi vào bài học hôm nay thì mình xin nói với các bạn một điều. Nếu bạn nào đã theo dõi mình từ bài 1 đến bây giờ thì chúc mừng các bạn. Sau khi học xong bài này các bạn đã có thể tự tin đứng trên sân khấu. Chào đấy, mình không đùa đâu. Chào các bạn, mình là Đạt đây. Thì hôm nay mình tiếp tục với bài bài khoa học 6 trúc cơ bản. Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn một kỹ thuật về hơi, đó kỹ thuật dung hơi. Thì như ngày trước mình từng nói đó là mình sẽ có 7 bài. Sau 7 bài này, sau bài thứ 7 này thì các bạn sẽ có thể chơi được sáo cơ bản. Các bạn thì thổi được những bài sáo, các bạn đủ sức để truyền cảm mình vào thổi hồn cho bài sáo để các bạn có thể chơi một bài sáo thật hay. Đó. Đó là mình sẽ kết thúc 7 video của học sáo cơ bản nhé. Thì từ những video sau nó là những cái kỹ thuật nó sẽ nâng cao hơn một chút. Thì hôm nay là bài 7 cũng là bài cuối cùng của các kỹ thuật cơ bản. Và hôm nay mình sẽ dạy các bạn kỹ thuật dung hơi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn kỹ thuật dung hơi và cách để thực hiện nó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thổi dung hơi các bạn xem này. Thì cái dung hơi này các bạn thường thấy nhất là ở các cái cuối câu. Khi mà chúng ta ngân dài ra thì chúng ta dung hơi vào. Thì ở cái đó nó sẽ tạo ra một cái gọi là sự sâu lắng cho cái câu sáo đó. Nó tạo ra một cái điểm nhấn đặc biệt. Và mình trước khi nói này, trước khi dạy thì mình sẽ nói là một cái điều các bạn thường sai lầm khi biết đến kỹ thuật dung hơi. Đó là chúng ta chỉ dung hơi ở cuối câu thì đó là điều sai lầm. Thì chúng ta khi chúng ta sử dụng kỹ thuật dung hơi, chúng ta về căn bản là ở cuối câu, những cái câu chúng ta ngân dài ra thì chúng ta phải dung hơi rồi. Ngoài ra chúng ta còn có những cái đoạn mà chúng ta dung hơi ngắn ở giữa các nốt. Đó, mình chỉ nói ra một cái sai lầm thường gặp của các bạn ở đây thôi. Còn về lâu dài thì mình sẽ có nhiều cái video hướng dẫn về sau. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thổi các bạn kỹ thuật dung hơi để các bạn nghe. Bây giờ mình sẽ ngân một nốt, mình sẽ thổi một hơi dài một nốt nhá. Mình sẽ không dung hơi và sau đó mình sẽ dung hơi. Đó, thì các bạn thấy sự khác biệt. Bây giờ mình sẽ thổi không dung hơi trước này. Đó, mình đã thổi một hơi dài mà không dung hơi nhá. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ thêm dung hơi vào này. Đó là kỹ thuật dung hơi. Vừa rồi thì mình đã thổi các bạn nghe kỹ thuật dung hơi. Thì bây giờ mình sẽ đến phần dạy các bạn thực hiện. Thì dung hơi nó có thể cơ bản có thể nói là nó có hai kiểu dung hơi. Đó là dung hơi sâu và dung hơi nông. Thì dung hơi sâu đó chính là thì chúng ta dung hơi với một cái tần số hơi dao động nó chậm thì nó sẽ ra những cái người ta gọi là dung hơi sâu thì là tần số chậm. Mình cũng chỉ biết mô tả như vậy thôi. Nó như thế này này. Đó. Thì nó tạo ra những cái tần số rung rất là chậm. Còn rung hơi nông nghĩa là chúng ta thổi rung hơi nhanh hơn. Đó. Thì thường ở những tùy từng bài thì chúng ta sẽ sử dụng rung hơi sâu hay là rung hơi nông. Đó. Thì những cái bài kiểu nhạc buồn buồn mà sâu lắng thì chúng ta sẽ dùng cái rung hơi sâu. Còn những bài kiểu nhạc trẻ và những cái bài nó vui vui nhộn nhộn một chút thì mình không ai nó rung hơi sâu ở đấy cả. Thì rung hơi sâu nó thường thường gắn liền với những cái buồn tình cảm sâu lắng. Tự nhiên một bài gọi là đang nhạc sập sình mà các bạn rung hơi sâu ở đấy thì mất luôn cả cái bài hát rồi, đúng không? Thì tùy từng bài chúng ta sẽ áp dụng. Còn về cách thực hiện thì hai cái này nó thực hiện giống như nhau. Đó là việc chúng ta thổi một hơi này. Ví dụ chúng ta đang thổi thẳng đuột này. Đó. Thì dung hơi nó sẽ là làm chúng ta cái lúc hơi chúng ta thổi mạnh nhẹ nó khác nhau này. Mạnh này, nhẹ này, mạnh này, nhẹ, mạnh nhẹ, mạnh nhẹ này. Cứ thế. Cứ đấy, cứ này này. Đấy, hơi khi dung hơi nó như này. Thì nó tạo ra dung hơi. Thì cái việc này nó còn liên quan đến một chút chúng ta lấy hơi nữa. Thì có nhiều bạn hỏi mình là dung hơi mà lấy hơi vào bụng thì nó có dung hơi nó có sâu hơn được việc lấy hơi vào ngực không? Thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy hai cái việc lấy hơi này thì nó sẽ cho ra cái dung hơi nó cũng giống nhau thôi, tùy thuộc vào cái việc chúng ta đưa cái tần số dao động hơi như thế nào. Thì nếu mà lấy hơi vào ở bụng thì chúng ta đẩy hơi ra từ bụng, còn nếu từ ngực thì chúng ta dung từ ngực lên, thì miệng nó gần như là nó không có việc khác nhau là mấy. Bây giờ thì mình sẽ thổi và hướng dẫn các bạn
làm theo này. Bây giờ mình sẽ dùng hơi nhé, như mình nói trước ạ. Đó, bình thường nó thổi thẳng này, nhưng dùng hơi nó sẽ là này. Những cái lúc mà thổi hơi mạnh thì mình đưa tay lên đấy, mạnh này, nhẹ này. Cái này nó giống cái gì nhỉ? Nó giống một cái đồ thị hình sin đấy. Đấy, cứ lên xuống cong 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 như thế. Nó mềm mại như thế thì là dùng hơi. Như này. Vậy là dùng hơi. Thì việc các bạn luyện tập thì mình khuyên các bạn khi luyện tập nhé. Thực ra thì luyện tập ở trên nốt nào cũng được, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên luyện tập bắt đầu từ nốt son. Tại vì nốt son là mình thấy ở đây là cái nốt mà lượng hơi nó ra trung bình nhất. Thì mình cũng nói với các bạn là nên tập luyện ở cái nốt đấy. Còn việc chúng ta áp dụng vào cái nốt này nó như nhau hết. Chỉ việc chúng ta điều phối hơi làm sao cho nó phù hợp cái nốt đấy. Đừng mà chúng ta khi chúng ta dao động hơi đừng để cho nó gọi là mạnh quá hoặc là nhẹ quá. Thì ví dụ một nốt quãng 2 như thế này. Nếu chúng ta dùng hơi mà nó kiểu nhẹ quá thì nó phải rơi quãng mất, thì chúng ta phải điều phối hơi làm sao để cho nó phù hợp. Thì đó là việc về lâu về dài chúng ta phải luyện tập và cảm nhận. Thì mình đã nói một cách khái quát nhất cho các bạn về cái kỹ thuật dùng hơi, từ cái cách thực hiện rồi luyện tập, cũng như là một chút cái kinh nghiệm khi chúng ta áp dụng kỹ thuật dùng hơi vào bài hát. Mình nói lại về một chút về việc áp dụng này. Đó, chúng ta phải áp dụng phù hợp việc dùng hơi sâu và dùng hơi nông vào từng bài hát, và chúng ta áp dụng vào đâu thì đó là một câu hỏi nan giải mà khó, rất khó trả lời. Như mình đã nói với các bạn ở những video trước là cái việc âm nhạc thì nó không có cái gì gọi là đúng và có gì gọi là sai cả, nó chỉ có hay và không hay thôi. Nên là các bạn cố gắng là cảm nhận bằng cái đôi tai của mình, bằng cái hoặc còn chúng ta có thể học tập những cái người chúng ta nói đã đi trước rồi, mình có thể học tập theo cách thức chơi của họ, thì mình cũng có thể tùy biến và ra đến cái mà nó có mang cái chất riêng của mình. Đó. Chúng ta áp dụng nhưng cũng đừng dập khuôn quá, hãy tạo ra những cái mới mẻ của mình. Nếu mà các bạn nào mà hỏi mình là thì nếu mà giờ tao thổi sai có được không? Được. Nếu bây giờ bao giờ mà mày thổi sai mà nó vẫn hay được thì nó sẽ trở thành đúng rồi. Đó thì các bạn cứ nhớ cho mình đó là việc chúng ta chơi nhạc thì cảm nhận là một điều quan trọng. Đó. Thì video này mình đã nói cho các bạn một cách tổng quan nhất về xung hơi. Chúc các bạn luyện tập thành công.